Xin chào tất cả các bạn, ở số lần này chúng ta sẽ cùng đến với chuyện tình trăm năm của hai người từng là bạn học chung cùng khối cũng đã từng công việc là giảng viên. Cả hai người hiện đã nghỉ hưu. Anh chị làm công việc gì? Trước đây thì tôi là giáo viên, tôi công tác từ năm 1987, nghỉ một lần sau đến 2001 tôi mới tham gia lại công tác giáo dục lần hai. Do cái tình hình sức khỏe, thứ nhất là trước đây bị mổ cuộc sống, rồi sau đó là nó bị tai biến ngay chân yếu, rồi đến tiểu đường, khó thở, nó mệt và nó tắc giọng nói. Cho nên tôi xin nghỉ dạy từ năm 2020 tới giờ. Dạ. Thì hôm nay ở nhà thôi. Chị cũng là giáo viên luôn. Dạ, trước đó là giáo viên. Dạ. Rồi sau đó chuyển qua là làm bên bệnh viện. À. Bên ung bú á. Dạ. Bệnh viện thì hưu được 2 năm mà. 2 năm rồi. Dạ. Dạ. Hai cô chú từng học chung niên khóa ở trường cao đẳng. Vì một câu chuyện rằng bạn của chú thách đố chú nếu cua được cô và dẫn cô đi xem phim thì sẽ được 5.000 đồng và chú đồng ý. Câu chuyện sau đó. Cô chú là một người ở hướng bên này, một người ở hướng bên kia. Thế thì cơ duyên nào mà cô chú có thể gặp được nhau để mà yêu nhau ạ? Năm 85 tôi tốt nghiệp trung học phổ thông, sau đó trúng tuyển vào trường cao đẳng sư phạm Long An bây giờ. Thì bây giờ hồi xưa là sư phạm cấp 2 Long An. Yeah. Thì cô tôi với cô này là học chung từ cái niên khóa 85-87. Tôi với cô này học cùng một giải, cách nhau một lớp. Lớp tôi xong rồi mới tới lớp cô này. À. Không biết cô này có khó tính hay gì không biết. Bạn nam chơi chung tôi, với cá tôi, đố tôi, hách tôi. Đố khải và quen được cô Tiền này nè. Và tụi tao thua mày gì cũng thua. Trời ơi, cái tình học trò là hay có xuất phát từ mấy cái chuyện cá độ lắm nè. Chú kể chú rất tự tin với tài lẻ cua gái của mình, nhưng tình cảm của chú thật sự lúc đó là chưa có. 85-86 là mới đổi tiền, sống khó khăn, sinh viên thì được mấy chục đồng thôi. Chi phí nếu mà hai vé phim cộng với lặt vặt thì cũng phải mất đi 5.000. Thì tôi mới nói với các bạn thôi đó, bây giờ đưa tao 5.000 đó. Nếu tao dắt được cô đó vô đọc phim á, đó thì coi như là tao thắng tao về. Còn nếu như mà thua thì tao đền gấp đôi. Chú ơi, nhưng mà trong cái lúc mà quá trình mà mình cua để mình thắng độ á, là lúc đó chắc đâu có tình cảm đâu hả chú? Không, hả ông thì tuổi trẻ thách thức thôi. Với sự tự tin của mình mà mình chấp nhận thách thức với các bạn. Quá tự tin luôn chứ. Từ lúc cá tới bao lâu thì dắt cô Tuyền vô rạp phim? Chắc cũng khoảng 3 tháng. Không, 3 tháng là lâu đó, tại vì cua không có tình cảm mà. Tôi tin rằng chú lúc bấy giờ đang là sao đỏ, cho nên hay đến cô để chọc ghẹo và càng làm thì cô càng thấy thích và thương. Nhưng đằng sau câu chuyện cá cược đó. Có hồi hộp không chú, sợ mình bị mất gấp đôi tiền không? Không đâu, với cái bản lĩnh của mình tin tưởng. Ăn chắc. Ăn chắc á, lúc đó chị có biết là ổng cua chị gì 5.000 đồng không? Dạ không biết, nhưng mà ảnh đã bị thua. Bị thua hả? Dạ. Ủa, tại vì khách là tưởng đâu là quen được dễ, nhưng mà rốt cuộc lại thì không có thích, thành ra hả cũng lâu lắm thì mới đi coi phim, chứ thật sự ra là bị đền hết cái độ rồi. Rồi, cá cũng phải có thời gian chứ. Anh Linh biết sao không? Cái vụ mà cua mà dễ dàng mà nhận thì chắc không có đi tới bây giờ. Dạ, có nghĩa là cua mà thắng độ được rồi là bỏ rồi. Cua không được á, tới chừng mà dính được là dính luôn. Lúc ông cua sao vậy? Yeah. Ấn tượng gì không? Nó cái tánh ngộ lắm, giống như là hay mà thể hiện á, thì ổng làm đội cờ đỏ của trường, là bắt này kia đó. Trễ này kia đó. Dạ đó. Rồi cứ hay khịa khịa mình không thích, lâu ngày thì cũng thấm rồi thôi. Cái là cũng thích cũng thương. Yeah, boy. Vậy là khi mà trung độ 5.000 rồi đó. Ức. Cua cho bằng được. Cua cho bằng được. Ở trong cái quá trình đua cua đó thì tự nhiên mình phát hiện ra có những cái điểm mà mình quá yêu. Phát tình yêu. Và về mình nhớ. Cô chú thời đó còn yêu xa nên đã viết thư cho nhau. Đến hiện bây giờ vẫn còn tất cả những bức thư đó. Thế thì cái điểm nào ở cô mà chú về chú vừa ức mà vừa nhớ? Cô này đó mình cho rằng hơi chảnh chảnh thôi. Mình định là cua cho bỏ ghét. Thì sau quá trình tìm hiểu thì tính tình đạo đức cũng hiền dễ thương. Thôi mình có cảm tình rồi, thơ từ qua lại. Ủa lúc đó còn viết thơ nữa hả? Trời ơi, thơ nhiều lắm đi. Yêu xa Lan với
Chú Quỳnh Linh xem nè, một đây tập thơ đính ra về con. Yêu xa thành ra có thơ nhiều. Ồ. Ai còn giữ như ai thơ của mình không quý vị? Với câu chuyện tình ai còn bỏ trong hộp này không? Hãy đăng ký với chúng tôi. Đây là những cái ký ức có thể nói rất là tuyệt vời, không bao giờ quên. Một ký ức vô cùng quý giá. Đúng rồi. Trời ơi, những lá thư cũ kỹ nhưng mà nói quý giá vô cùng, dán tem nè. Ủa chứ mà ở kế bên mà sao gửi tem rồi sao? Ra trường xong rồi là mỗi đứa đi một nơi. Quen từ năm 86 đến 91. Mới cưới. Dạ, 91 mới cưới. Mình thử mình đọc bất kỳ một lá nào thử coi trong đó viết cái gì nè. Ủa, cái này dán lại hết rồi, con không dám mở ra nè. Cái thơ đó viết lại để giống như là lưu bút thơ vậy đó. Thì nếu mà Linh muốn đọc thì đọc cái thơ đầu thôi. Thử một cái lá thư nó cũ thiệt cũ mà nó lâu thiệt lâu đi. Ôm cái này mà con run tay luôn á, tại đó. Vì cô sợ làm rách rồi mất cái kỷ vật của cô chú mà. Trời, cảm xúc quá nhiều luôn. Chúng ta hãy cùng nghe qua một bức thư của cô viết cho chú để xem bên trong họ viết gì về nhau nhé. Ngày 17 tháng 2 năm 87, anh thương, A Ca thương là anh thương hả chú? Anh Khải đó. Anh Khải. À, anh Khải thương hả? Chưa có bao giờ kể từ khi mình quen nhau mà trong lòng em lại day dứt khó chịu như ngày hôm nay. Càng nghĩ em lại càng giận mình nhiều hơn và cảm thấy ghét, ghét cay, ghét đắng. Tại sao em lại có thể nói với anh câu đó? Chà, câu này câu gì đây? Xa nhau mà lúc nào cũng có những cái trúc trắc mà. Em cũng không ngờ nổi là em tệ đến như vậy. Em buồn quá anh Khải à. Làm sao mà em có thể chuộc lại lỗi lầm đó? Một khi lời nói đã nói ra thì làm sao mà lấy lại được? Và thời gian cũng không ưu đãi với riêng em. Vì mai này anh đã về quê rồi. Em vẫn tưởng là sẽ gặp anh một lần nữa để có dịp xin lỗi anh. Nhưng cơ hội cũng không có. Nên em liền gửi thư gửi anh ít dòng chữ này. Suy nghĩ mãi em không biết nên bắt đầu bằng cái gì và viết như thế nào để anh có thể hiểu. Nên dù lời lẽ vụng về thế nào đi nữa thì xin anh cũng hãy nhận nơi đây lòng thành thật của em, của người có lỗi. Lúc này là lỗi gì cô có nhớ không ạ? Cái thời gian này là tháng 2 năm 87 đó. Có lỗi mà viết nghe. Đọc nhiêu đó thôi để muốn tha thứ liền. Tha thứ liền luôn, thiệt luôn á. Từ lần có tình cảm đầu tiên khi chú tham gia lao động đắp đường xá, bạn bè của chú có nói rằng cô lúc đó đang bị bệnh. Cho nên chú xin đoàn để về đưa thuốc cho cô uống thể hiện sự quan tâm. Cũng vì từ đó mà cả hai cũng có tình yêu với nhau. Bắt đầu từ những cái cá độ đó, mấy tháng thì bắt đầu mình có tình cảm với nhau. Khoảng là tháng 2, tháng 3 gì năm 87, sau khi ăn Tết xong vào năm mới thì nhà trường tổ chức tham gia lao động đắp đường, lúc đó bây giờ là tuyến đường Tân Thạnh Mộc Hóa. Mấy bạn nói là tiền nó sốt kìa, mình về mình cũng xin cái cô phụ trách thuốc men của cái lớp mình á. Mình mới xin thuốc cảm thì đem ra gửi thuốc cho cô này uống, mà thật ra thuốc thì cô kia cũng cho chứ mình cũng nói thuốc cảm mình cũng chả biết thuốc gì đó, thì lấy trong cái tờ giấy là gói đó. Rồi đưa cho cổ này cái thuốc này uống đi, để lúc làm để thể hiện cái sự quan tâm đó. Bắt đầu xuất phát từ cái bữa cảm sốt đó đó hả? Đưa thuốc chắc mình cảm động đúng không chị hả? Dạ. Trước đó chú có kể rằng khi chú đang là thầy giáo ở tuổi 21, chú là người lạc lòng trước để theo đuổi và hỏi cưới một học sinh ở trong lớp chỉ mới 15 tuổi. Nhưng vì gia đình của chú không chấp nhận cho nên... Cô và chú là đều có cái sự lạc lòng hết. Thì ở đây là con chưa biết là ai lạc lòng trước nè. Chú. Trời ơi, đau lòng quá. Thì ra trường về dạy, có một cô vừa học lớp 9, học trò. Rồi mình mới cậy người đi nói cô kia rồi, cô học trò rồi. Đi hỏi cưới luôn á hả? Không, đi nói thôi. Đi nói. Nói thôi. Nói mà lý do nhất cự ly nhì cường độ. Thì đó là gần với hai nữa là ra cô này trẻ mới có 15-16 tuổi. Trời ơi. Tròn mà. Lúc đó mình cũng trẻ, mình mới ra trường khoảng 21-22 à. À. Gia đình cứ nghe đồng ý mình mới về, mình mới nói với bà già: má con muốn đi cưới giờ đó. Cái bà già hỏi cưới ai, nói cưới con đó. Bà già cự không chịu. Bà già nói thôi ông đó là nhỏ lắm, ăn nói tào lao lắm, thằng nít tao không chịu làm xui đâu. Ba cô đó thì bằng tuổi với anh trai lớn của mình. Hả? Hên quá. Hên quá, nhờ bà già không chịu mới có hai đứa nhỏ ngày hôm nay. Mà lúc đó là cô biết không cô? Lúc đó thì cũng không biết, thấy vắng thơ qua lại. Sau này khi cô chú cưới nhau thì chú mới nói cho cô biết sự thật.
Chú kể rằng mẹ chú nói muốn con mình cưới cho cô, cho nên chú cũng đồng ý và sang nhà cô để hỏi cưới. Rồi làm sao cô mới biết được cái chuyện này, hay là chú tự khai với cô hay như thế nào? Sau này mới khai. Cưới nhau mới khai hả? Dạ. Chứ dễ gì trước khi cưới khai cho mệt lắm. Rồi đến năm 91, lúc đó khoảng 27, cái lúc bây giờ bà già nói cũng lớn tuổi rồi, con hơi đi kiếm này, nói thiệt giờ con cũng không biết cưới ai nữa. Cái bà già nói hồi đó con quen cô Tiền gì đó. À, chú bà già nhắc luôn hả? Không ấy, coi liên hệ đi. Cái mình cũng trả lời, má muốn cưới cô đó thì con đi cưới à. Tháng 9, mình xuống nhà cô này. Mình nói là ngày đó xuống để cho biết là ngày khoảng 15 tháng 10 đó, gia đình bên anh bước tới. Hồi lúc bây giờ không có điện thoại thì rất là khó khăn. Chỉ viết thơ thôi đúng không? Đúng rồi. Sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, cô cũng vui mừng khi chú sang hỏi cưới cô. Nhưng chớ trêu rằng vì mong muốn của mẹ chú muốn cưới nên chú làm điều đó. Chú thông báo viết thơ là gia đình sẽ xuống thì lúc đó chị mừng lắm. Oh my god! Wow! Mừng. Bao nhiêu năm đợi chờ, cho bao nhiêu năm mà xa rồi, thương xa, yêu xa, dung đắp cũng nhiều, cũng mấy, thành ra cũng mong chờ cái ngày đó. Dạ. Tới thì mình cũng bình thường, lúc đó không có nghĩ giờ đây là giống như là mình làm để cho mẹ được vui lòng vậy đó. Cái dắt ra tới, già trai bên mình bà về, còn mẹ tới với có hai ông sớm, nhưng mà giờ đi vậy thôi, tới xong cái mình qua quán cái bên, mình ngồi mình uống nước, mình kêu thuốc lá với trời nước ngọt mình uống. Damn! Ai làm gì làm, miễn có vợ thôi. Ông anh bên này qua mới kêu lại Khải, sao xuống đây rồi sao em bỏ ở đây ngồi vậy? Mình cũng tính vơ nó, để đẩy người lớn nói chuyện đi, em biết gì nói. Rồi anh thôi, anh kêu đi về em, mới đi về. Có vẻ như là rất là bình thường đấy. Cô rất là vô tư, đâu có chuyện luôn, vô tư, chỉ là vô tâm luôn á. Cô, con hỏi cái điều này rất là tiêu cực luôn. Khi mà cô biết được là trong khoảng thời gian xa cô mà chú có ý định cưới một người khác như vậy á, thì lúc đó phản ứng của cô như thế nào? Buồn thì phải buồn chứ, nhưng mà mình nghĩ cái tình cảm mình chân thành là mình nghĩ là mình sẽ chinh phục được. Tình cảm chân thành sẽ thắng đó. Với lại ông trời cao có mắt mà, bà già không nhắc anh chắc là anh quên luôn á. Vậy là chú chưa có yêu lắm. Giữa cuộc tình này Linh thấy đúng là chị là yêu anh nhiều hơn. Dạ, đúng rồi. Chú lúc đó vẫn còn cà rỡn. Đúng rồi. Chúng ta còn rất nhiều những điều bí ẩn nằm sau câu chuyện của hai cô chú này nữa. Các bạn hãy cùng chờ đón ở tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy cho Xin Chào TV một nút like và subscribe để Xin Chào TV có động lực làm thêm những phần hấp dẫn hơn nữa nhé.